Ui giời, thế nào mà mấy đại ca này trấn hiểm ở đây thế này? Qua hỏi chuyện tí xem nào. Anh gì ơi, ui giời, anh này đẹp dài quá này. Anh ơi, anh cho em hỏi là nhà cái con bé mi nó đi hướng nào đấy anh? Cái con mi mà nó hay đổ xe đấy anh, nó bảo nhà nó trong này mà. Đi thẳng anh. Được, anh cảm ơn anh nhá. Ui giời ơi, anh này vừa đẹp trai vừa tốt tính ấy. Cái con bé mi là hôm trước nó mượn tiền tôi nó độ cái xe mà mãi chả thấy nó giả. Thế hôm nay qua nhà nó xem tình hình nào mà đang đi đường để gặp nó. Ui giời, người thì có mẫu rồi mà thế nào. Dừng đèn đỏ này chúi xuống. Thế chứ nhỉ. Đấy. Mày đi đứng cho nó đoàn hoàng cẩn thận vào nhá. Chứ mà oạch một cái này không lấy ai trả tiền cho tao đâu đấy. Nhìn điều nhỉ. Này Chiến ơi, mày cho tao xuống đây đi. Ê, cứu Chiến ơi, cứu. Ôi giời ơi, Chiến ơi, sao mày đỗ cái chỗ này Chiến ơi. Ý giời ơi, tao mà nên được mày chết với tao nhá. Mày thiếu chỗ đỗ à mà mày đỗ cái chỗ này. Tao là tao ướt hết rồi đấy, mày là cứ liều hồn nhá. Cái thằng cu chó Chiến này suốt ngày báo đi. Rồi, tình huống tiếp theo đi. Rồi chúng ta cùng đến với một tình huống. Ở trên đường nó có một cái vũng nước. Đâu để xem nào. Ui trời ơi, cái ông xe tải đi nhanh thế. Ui trời ơi, vâng. Thế là một pha ướt từ đầu đến chân. Bác xe máy hôm nay đúng là gặp hạn nè. Cái ông xe tải đi chả có ý thức văn hóa giao thông gì. Thế chứ nị. Rồi, tình huống tiếp theo. Vâng, thế là một tình huống ở trong phố. Trời thì vừa mưa, đường nó cũng hơi loằng tàng ngoằng. Rồi để xem nào. Bác tài là chuẩn bị cho xe lên cầu rồi. Kiểu gì nó cũng có chuyện cho mà xem. Đấy. Ui, dừng bác ơi, dừng. Chị tóc. Ý giời ơi. Nào, chú ý kìa. Ý giời ơi. Ý sao này tự nhiên đâu ra lòi ra hai ông thần. Điều thế nhỉ. Đi đứng lên chán thế. Vâng, phải nói là một tình huống mà anh trai là chuẩn bị lên cầu này thì có hai bác là rất ngầu phi ngang. Bên trái là một bác xe ngang, Mazda nó không sang lắm. Bên phải là một bác giao hàng shipper. Hai bác đi rất ngáo ngơ, làm cho tài xế là thẫn thờ cả ra. Giao thông đúng thật rằng là tạt đầu tạt ngửa cậu bà cái bọn dở hơi. Đấy, nhìn cái tình huống giao thông mà nó não lắm đấy thầy. Em này em cứ muốn sừng cồ lên mà mắng cho một trận. Thế nhưng mà thôi, làm thơ cho nó nói giảm nó tránh đi cho nó đỡ đau đầu các bác ạ. Rồi, các bác đi đứng trong thành phố, các bác đi đứng nó cẩn thận nhé. Nhường nhịn nhau một tí. Rồi chúng ta cùng đến với tình huống giao thông tiếp theo đi. Rồi, tình huống gì đây? Vâng, tự nhiên là dừng đèn đỏ giao thông này có một cái bác là gì này. Có một bác hình như là Peugeot Pro 2008. Vâng, đang dừng đèn đỏ thì ông này ông ấy thế nào này. Không ấy đi cho bà con đi này ấy ơi. Mà đây không biết là có đèn đỏ hay không nhỉ. Đang cái chỗ giao thông của người ta mà ông. Vâng, đây là chính thức là sân nhà ông. Ông nó mới mua sổ đỏ chỗ này sao ấy. Nhìn rất là khệnh khạng đấy. Cháu nói thế đúng không bác? Chán nhỉ, chân đời ai oán nè. Bây giờ cháu mới thấy cái thể loại này. Chán thật. Văn hóa giao thông này chay được kiểu gì. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một tình huống. Hình như là đây là trên Thái Nguyên. Các anh chị em là bây giờ là cứ mua xuồng thay xe thôi. Thôi nói chung là tình hình ngập lụt thì chung là thôi các bác cố gắng nhé. Tí nó hết thì mà nhiều khi phải thế cho nó vui. Rồi thôi chúng ta cùng đến với tình huống giao thông tiếp theo đi. Tôi đùa đấy. Rồi tình huống tiếp theo là một tình huống ở trên cầu. Sao nhìn giống cái đường vành đai thế nhỉ. Để xem là chuyện gì xảy ra nào. Vâng, thế là một ông xe màu đen cứ loi choi lấn qua cái làn khẩn cấp. Không biết là kia có phải làn khẩn cấp không mà ông ấy lấn qua rồi ông ấy choi vào đây. Đấy, khổ thế đấy chứ nè. Chán thật, cứ loi choi không hiểu đi đâu ấy. Thôi bác ơi, bác cho nó ấy đi không nó lại chẹt cho bây giờ đấy. Ui giời ơi. Đi thì hẳn là xe Audi. Ý thức thì lại như cái con gì bốn chân. Đường thì phải kẻ đã phân. Mà ông cứ ép nó mấy lần là sao. Đi đứng là đếch hiểu thế nào ấy. Thôi xin tạm biệt, gửi lời chào, see you again nhé. Ui trời ơi, hẹn không bao giờ gặp lại. Long time low see nhá. Ui giời ơi, chán thật đấy. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một tình huống cũng náo đầu không kém. Để xem nào. Ê, ấy, tôi không biết là có nhìn nhầm hay không nhỉ. Tự nhiên sao lại đi ngược chiều như thế nhỉ. Không biết có nhìn nhầm không hay là lại là vòng.
Ui giời ơi, tháng 7 rồi nó ra nhiều lắm. Rồi, thôi chúng ta cùng đến với tình huống tiếp theo đi. Vâng, tình huống tiếp theo, trên một cung đường cũng khá là nhiều ô tô. Trước mặt là một chiếc xe khách. Bên phía tay phải xa xa kia là một chiếc trông như kiểu là bán tải đồ thùng ấy nhỉ. À không, đây là một chiếc xe kiểu van con cóc. Rồi để xem nào. Ê! Thôi. Thôi. Thôi xong rồi. Các bác bảo tình huống này là có oạch không? Chứ theo em là khoảng khả năng là 99.99% rồi. Thế nhưng mà khả năng là không sao đâu. Thôi các bác ạ, à, chắc đây là cũng là một cái tình huống may mắn thôi. Thế chứ nhỉ, các bác à, đừng có đi như thế nhé. Rồi thôi chúng ta cùng đến với tình huống tiếp theo. Một tình huống vào buổi đêm. Buổi đêm lêm tinh nhêm. Rồi trước mặt chúng ta là một chiếc xe màu trắng. Và xa xa là có một anh xe điện màu xanh nên nhìn là biết ngay. Vâng đấy, các bác em biết xe điện rồi đấy. Nhìn cái biết ngay là có điểm này, không có điểm là hơi phí. Rồi để xem là tình huống nó như nào nào đấy. Chuyển làn rồi. Đấy ấy. Ui giời ơi. Cái bác này xe có cam này đi đứng chán thế. Cái ông xe điện này thì lối ra nó ra nó hơi ở vị trí nó gọi là hơi muộn. Đáng lấy ra là ông phải viện ra ở cái vị trí cái đoạn này này. Đấy 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 đấy. Thì mãi lên trên này thì ông mi tòi ra. Cái bác tài xe có cam là không phán đoán được cái tình huống này như thế. Thế này tí nữa thì này oạch xà lạch. Thế chứ nỉ, chán thật. Rồi tiếp theo thì chúng ta cùng đến với phút giây cảnh giác. Vâng, tại một ngã tư dừng đèn đỏ. Các bạn hãy chú ý vào em gái mặc áo trắng đi con xe gì kia. Bạn chú ý nhá. Đấy 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 đấy. Các bạn để ý không? Các bạn để ý chưa? Biết chuyện gì xảy ra chưa? Úi giời ơi. Các bác nhìn kỹ vào. Vâng, thế là bạn gái vừa dừng xuống thì có hai đối tượng áp sát. Một đứa thì chẹt vào đít để gây sự chú ý. Còn đứa đằng sau thì thò tay lấy luôn cái điện thoại. Vâng. Thế là về đến nhà là chưa hiểu là điện thoại tại sao lại mất. Đấy, khổ thế đấy chứ để. Các bác phải chú ý đấy nhá. Dạo này tình hình kinh tế nó đi xuống một mét vuông đến mấy chục thằng bớn à. Đây chắc là một đội rồi. Rồi tình huống tiếp theo rất là tinh vi thế chứ nhỉ. Ấy ui đây tí ui giời ơi, hai cái bác này lại một cái tình huống giao thông mà nó đau đầu. Cái ông xe tải này thì qua đường này, nhập làn này không quan sát, còn cái bác xe có cam này thì cứ dúi nó làm cái gì ấy này. Được trên này này có cái bác này cũng chuyển làn. Bác chuyện nó lại bác ơi. Ui giời ơi đau đầu lắm. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một ông Kia xe ô tô biển 88 Vĩnh Phúc. Thế nhưng mà ý thức thì chán lắm. Đâu xem nào. Đấy đấy, bắt đầu qua cái vũng nước rồi đấy. Bắt đầu ông rồ ga ông phóng này. Bao nhiêu bà con đang đi xe máy thế này mà ông như dèo một cái bác có thể nhìn thấy nhá. Đấy đấy đấy, nó bắt đầu nó tăng tốc rồi. Úi giời ơi, đấy đấy đấy, ướt hết bà con rồi. Ý thức chán chưa. Có một số bác phản ánh lại là cái đoạn đường này thì vai ướt nó còn qua được nhá. Chứ không có lý gì mà các ông sợ thủy kích mà các ông phóng như thế nhá. Đấy, ý thức giao thông lâm ta là nhông lắm. Nói chung là còn phải học hỏi nhiều đấy. Mong bác xe biển 88 bác ấy kém kém này một tí. Đấy, mình người văn minh giao thông thì mình người ô tô nó phải khác chứ nè. Ý giải ơi. Rồi chúng ta cùng đến với tình huống tiếp theo đi. Vâng, tình huống tiếp theo là ấy cái gì đấy. Thôi dừng lại đi. Vi phạm luật giao thông thì dừng lại đi. Anh cái xe ông du lịch này cứ thích đùa nào không biết đấy. Ý giải ơi. Vâng, anh công an là cố để ngăn chiếc xe lại. Thế nhưng mà chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển đấy, khổ ghê. Chán thật. Ông cứ phanh kít này một cái cho xem nào. Đây này, đấy. Kít, kít, kít. Đấy. Thằng cu cháu chiến là phanh mới sửa cái phanh về ăn quá. Rồi tiếp tục chương trình thì chúng ta cùng đến với câu chuyện là người tốt việc tốt. Vâng, đang ở trên đường thì bác xe này dừng lại. Và các bác để ý bên kia có một anh xe đang đi con Dream chiến. Nào nào cháu. Úi giời ơi, cháu kia đi đứng nó gọn gọn vào chứ nè. Từ từ nhé, từ từ các cháu từ từ. Rồi các anh ô tô xì tốt này một tí nhé. Rồi qua đi, đấy yên tâm. Chú qua chú sinh nhanh cho thì cứ tuyệt vời đấy. Được không anh trai? Ui trời, anh trai này phải nói là đẹp trai đấy. Có người yêu chưa anh? Đấy, người tốt thì kiểu gì chẳng có người yêu. Rồi đấy, tôi đánh giá cao những cái tinh thần như thế.
rồi cái gì nữa đây? Ui đấy. Thế nào bác leo lên đấy? Ui trời ơi. Thôi, thế là hôm nay lại là một ngày buồn của bác rồi đấy, chán thế chứ nè. Leo lên đây cũng chịu rồi. Rồi, tình huống tiếp theo là một tình huống phải nói là rất là đau đầu. Một chiếc gì đây, xe màu đỏ Honda CRV. Xe nó màu đỏ cho nên là tôi mạnh dạn là tôi đoán là CRV biển 20 Thái Nguyên. Ai à? Vâng, anh ấy đi ngược chiều đấy. Hình như là anh mua đồ hay sao ấy. Vâng, một mình anh một phách lối. Tắc, anh tắc hết đường rồi. Bây giờ lùi chả lùi được thì lái kém lắm, lái lon không ăn thua. Vâng, phải nói là biển 20 Thái Nguyên. Nhắc tới Thái Nguyên thì em lại có cái câu chuyện buồn là muốn kể với các bác. Người yêu cũ mà ở Thái Nguyên, có Lan có Huệ, có Huyền có Trang. Em Lan thì tính rất ngang, dễ bảo thì có em Trang với Huyền. Em Huệ thì rất giỏi bóng chuyền, chiều hay đi tập với Huyền và Lan. Cho nên là đen như than đi, uống rượu thì phải 2 can mới về. Em Huyền thì răng hơi chè, sở thích là được đánh đè đánh lô. Em Trang ấy thì thích ô tô, mỗi lần em đón là cười ô cả lên đi. Ai em cũng muốn ở bên, nhưng mà số kiếp là lời nguyền là không cho. Một hôm mưa bão gió to, em đang nằm ngủ là có roi trong nhà. Số kiếp thì đúng thật rằng là chứ, cả bốn em ấy rằng là tới chơi. Ui giời ơi, em thì giải thích hết hơi, nhưng mà đối lý thì sẽ tơi bời lá hoa. Cuối cùng câu chuyện rằng là độc thân vui tính chẳng là của ai. Thế chích nỉ. Thôi nha các bác nha, chương trình hôm nay tới đây thôi. Nếu bác thấy nội dung của em hay, hữu ích, có giá trị, rồi sẽ chơi cho mọi người thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký, nút like, rồi nhớ nhấn nút hình quả chuông để ủng hộ cho UTC nha. Và xem là có tên lẻ muốn mời em một ly cà phê thì có thể ủng hộ cho chương trình qua số tài khoản em để bên dưới phần mô tả và trên màn hình đấy các bác nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các video lần sau. Xin chào.